Video này em review về chiếc xe gầm cao số tự động nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật các bác nhá. Nhập Nhật luôn. Các bác nhìn đèn như mới luôn này các bác này. Đèn đẹp chưa? Nước sơn bóng, lốp dày. Lốp dày các bác nhá, la răng đúc, phanh ABS nguyên bản theo xe. Đấy. Gầm cao số tự động, cửa lốc rất là to. Trang bị thì các bác nhìn đây là mình thấy này, có gương kính điều chỉnh điện đúng không ạ? Đây là gương, đây là đèn các bác nhá, và có ghế điện này. Đấy. Đấy, túi khí an toàn các bác nhìn này. Đấy, túi khí an toàn đây nhá. Và một túi nữa ở bên kia. Đó, các bác nhìn đây nhá, vô lăng đẹp này. Đấy, xe chạy ít cho nên là vô lăng vẫn còn đẹp. Đấy, vô lăng rất đẹp luôn. Đây, cần số cũng vậy. Cái phần da ở cái khu vực củ số đẹp này các bác này. Đấy, đúng không? Và có màn hình Android rồi nhá. Màn hình Android cỡ nó cũng là cỡ trung thôi. Đây, cửa sổ trời rất to này các bác này. Đấy, mẫu xe 5 chỗ gầm cao số tự động. Ở chiếc này được mang tên là Nissan X-Trail các bác nhá. Được sản xuất năm 2006 và đăng ký lần đầu năm 2007. Đấy, với động cơ là máy 2.4 biển Hà Nội. Đấy, chiếc xe này ở Hoàng Mai Hà Nội các bác nhá. Có camera đùi này, đây một cam, và đây cam nữa. Và đây là khu vực phía sau của xe nhá. Đấy, đèn trước sau rất là mới này, các bác nhìn này. Đấy, quay sơ qua cho các bác mình biết một chút về cái phần form dáng bên ngoài của chiếc xe Nissan X-Trail này. Một số vị trí vẫn còn nỉ zin. Đây, chỗ này nỉ zin này. À, 4 tắp ni cái phần trên này đấy ạ. Là nó vẫn còn nỉ zin các bác nhá. Và đây nhá, chỗ này là cũng là da zin này. Đấy, chiếc này là một chiếc xe chạy khá là ít. Đấy. So với cái đời 2006 thì thực sự là cũng em cũng là ít khi mua được con xe nào mà còn đẹp, đẹp như con này luôn. Đây, vào đây. Các bác nhìn nhá, là bên đây cũng có ghế điện này. Và đây có móc khóa, chốt khóa này. Đấy, tem này vẫn còn nguyên này. Đúng không? Cột kèo zin, keo chỉ zin. Và máy của xe là vẫn còn zin các bác nhá. Đấy, xe trang bị là hai cầu. Đấy, có hai cầu điện. Đấy, cầu của xe thì được bấm vào đây, mình điều chỉnh ở đây các bác nhá. Đây. Đây lốc đây là mình khóa này, còn đây là auto tự động này, còn đây là hai viên kép D các bác này. Đấy, điều hòa mát. Đăng kiểm của xe tháng 5 năm 22. Và bên đây thì các bác thấy là có túi khí an toàn này. Đấy. Các bác nhìn nhá, nhìn cái độ chất của nó này. Đây, độ tươi, độ mỡ của cái chiếc xe này này các bác này. Đấy, phần nội thất bên trong đây. Nội thất khá là rộng rãi. Đấy, rất là rộng rãi luôn. Đấy, quay sơ qua như vậy thì các bác cũng biết được phần nào đó về cái tình trạng của chiếc xe đúng không ạ? Đấy, một mẫu xe rất là bền vì nó là nhập Nhật mà, cho nên nó rất là bền các bác nhá. Rất là bền luôn. Đồ đạc phụ tùng của dòng này thì cũng tương đối là sẵn, tương đối là sẵn trên thị trường. Tôn vỏ đẹp, cam kết cho các bác với những vấn đề như là đâm đụng va chạm và ngập nước, và thân vỏ xe là không mục mọt các bác nhá, không han gì và không mục mọt. Đấy, một chiếc xe không có cái lỗi gì cả. Đấy, không lỗi gì cả. Thậm chí là máy vẫn còn zin cơ mà đúng không ạ? Mà số rất là mượt, trần nỉ zin. Bây giờ thì em sẽ quay chi tiết cho các bác xem về chiếc xe Nissan X-Trail 2006 đăng ký 2007 nhập Nhật này nhá. Các bác cùng đón xem chi tiết về nó. Đây các bác nhìn nhá. Đẹp như này này các bác này, đẹp chưa? Đúng không ạ? Đấy, lòng trong sơn si vẫn là sơn xịn. Đấy, keo chỉ còn. Tắp đi tắp nô tươi sáng sạch sẽ. Âm thanh hay. Đấy, những cái vị trí như này vừa em quay rồi đúng không ạ? Xịn đấy ạ. Đấy, zin đấy ạ. Các bác nhìn này. Sẽ rất ít có những con xe mà được đẹp như này ở trên thị trường các bác nhá. Các bác nhìn xem những cái này nó còn rất là đẹp này. Đấy. Đây. Đấy, sàn bọc da các bác nhá. Móc chốt khóa các bác nhìn. Sáng thế này luôn các bác đúng không ạ? Tất cả bốn cái đều sáng như vậy các bác nhá. Rồi, cột kèo zin hết. Có giá lốc, mấy con nhìn nhá, có giá lốc đàng hoàng nhá. Đấy, bộ ghế da của xe là ghế da tốt, lại xịn. Đấy, loại xịn. Nội thất của chiếc xe vẫn thơm cái mùi đặc trưng của dòng xe Nissan các bác nhá. Đây cần số đây, cần số là loại cần số thẳng nhá. Đây phanh tay này, đây là cúp đồ này. Đấy, chỗ này cũng là cúp đồ nữa này. Đấy, đây là cúp đồ nữa nhá. Đấy, rất là nhiều cúp đồ luôn. Đấy, tốc độ em quay gần như này thì các bác cũng thấy được cái độ đẹp của chiếc xe thôi đúng không ạ? Đấy, chỗ này có loa check này các bác này. Lắp rất là nhiều đồ chơi trên chiếc xe rồi. Đấy, vô lăng lái rất là nhẹ nhá. Đấy, vô lăng đẹp chưa đúng không ạ? Những cái gai ở cái vị trí vô lăng của xe nó không bị mòn này đúng không ạ? À, nhiều con là mòn rồi. Các bác có thể so sánh con xe này của em với lại những chiếc xe khác đang có mặt ở trên thị trường mà xem. Đấy, xem chiếc xe của em nó có đẹp hơn không nhá. Đấy, chỗ này cũng là cốp này. Đấy. Các bác lưu ý cho em là hai cầu xe là vẫn còn đủ nguyên nhá. Đấy, cốp đồ nữa này. Có cam hành trình nhá. Đây cam hành trình như này.
Đây, trần lý zin rất là căng, đây, các bác xem. Đấy, trần lý xe rất là căng luôn. Tôn vỏ này các bác nghe này. Tôn vỏ dòng này nó cũng rất là dày. Xe Nhật mà lại nhập khẩu cho nên là tôn vỏ nó rất là bền các bác nhá. Rất là dày. Mép cửa đây, keo chỉ đây. Đấy, các bác xem. Dòng cửa đẹp không bị sờn rách gì. Đây các bác xem chỗ này nhá. Đây. Vẫn còn chấm cái màu sơn trắng này. Đấy, có cái dòng bên đây thì nó hơi sứt một tí thôi, tí xíu thôi các bác nhá. Đấy, không quan trọng, mua cái dòng 300 nghìn thôi, đúng không ạ? Đấy, bách cửa đây, các bác xem này. Đấy. Nội thất của xe rất là rộng, khoảng cách giữa những cái hàng ghế với nhau nó rất là rộng, dài. Đây, rất là dài, rất là rộng, đúng không ạ? Ok chưa? Đây, lốp dày đây, lốp dày cả bộ luôn các bác nhá. Đấy, khung gầm thì không mục ngọt rồi, tất nhiên, đúng không ạ? Sơn si đen, rất là bóng, soi được gương, các bác xem này, soi được gương luôn này. Đấy, đèn như vậy là rất là mới này. Đấy, cốp phía sau em quay luôn nhá, xong rồi em sẽ mở cốp ra cho các bác cùng xem nữa. Đấy, với số tiền các bác bỏ ra cũng rất là hợp lý luôn. Đấy, giá thì em ghi ở tiêu đề rồi nhá. Đây, cốp sau rất to này. Đấy, cốp sau rất to luôn, các bác xem, rất to. Lốp dự phòng được đặt ở dưới nhá. Đấy, các bác thấy chiếc xe bên em có đẹp không ạ? Các bác thấy đẹp cho em xin phát like nhá. Đây, cam đùi các thứ đầy đủ ở đây này, rồi cam ở dưới nữa, gạt mưa các thứ đồng hoàng, tên rồi tem mác đầy đủ hết nhá. Lốp dày các bác này, đây sơn si đẹp này, đèn đẹp đúng không ạ? Cánh cửa bên đây tiếp theo mời các bác xem. Đấy, đây dòng cửa đây, tắp đi tắp nô đây, để các bác nhìn xem này. Không phải con xe Nissan X-Trail nào với cái đời này mà cũng được đẹp như vậy, được đẹp như này, đúng không ạ? Bên em toàn xe đẹp thôi, các bác thấy là toàn xe đẹp, đúng không ạ? Toàn xe chất thôi. Tuy rằng là đời không cao, giá trị không cao nhưng mà toàn là xe chất nhá. Bác nào mà quan tâm đến chất, mình không quan tâm đến đời nhiều thì đến với bên em rất là nhiều. Rất là nhiều xe chất. Đấy. Cửa đóng khá là êm. Cánh cửa tiếp theo nữa, mời các bác xem đây. Rồi, các bác cùng xem. Rồi, tắt đi cái cửa đây nhá. Ok chưa? Bốn kính điện lên xuống bình thường, nhẹ nhàng, êm ái. Đây, nỉ đây. Nỉ đây. Đấy, loa này. Vách cửa này. Đấy, ghế điện chạy bình thường. Chỗ này là mở xăng nhá. Đấy, các bác nhìn cái móc khóa nữa này. Xăng đẹp chưa? Đấy, đây, đấy. Bộ lông ốc cánh cửa xe cũng chưa bị vặn nhá. Đấy, lái nhẹ. Đấy, tâm đôi quay gần chút. Có cần xem thêm vị trí nào kết nối Zalo cho bên em. Đấy. Kết nối Zalo theo hai số điện thoại là 093 8586 307 và 0389 000 555 các bác nhá. Mình hãy kết nối được tư vấn trực tiếp. Xem thêm một số vị trí. Đấy, thân vỏ đẹp không có lỗi. Anh Tuấn đóng em hai cửa bên kia với. Đây nhá, các bác nhìn nhá, những cái khe mép này rồi giờ phần gân này. Đấy. Các bác xem nhìn từ vị trí này thì mình có thể thấy là tổng thể cái phần form dáng bên ngoài của chiếc xe Nissan X-Trail này, đúng không ạ? Cặp đèn pha như mới luôn, đúng không ạ? Trong vắt như mới. Con này biển Hà Nội tên tư nhân nha các bác nhá. Mình rút hồ sơ sang tên cũng được, hoặc là để nguyên biển làm công chứng ủy quyền cũng bán đi được rồi. Sang tên thì sẽ mất là gần chục triệu, còn đây mình làm công chứng thì chỉ mất tầm khoảng mấy trăm nghìn thôi các bác nhá. Đây. Đây các bác nhìn cái mặt nạ ga lăng của nó này, đẹp chưa này. Đấy, rất sáng bóng. Đấy, đèn pha này. Rất trong, đúng không? Lốp này, na răng này. Đấy, phanh đĩa, phanh ABS các thứ nha các bác nhá. Đủ hết. Đấy, thật bỏ đây. Soi được gương luôn, đúng không? Các bác mua chiếc xe này về thì cũng sẵn dùng nhá. Đấy, không phải sửa gì, bạn không mất tiền gì ở đâu nữa nhá. Đây đăng kiểm đây. Đây lốc đây. Đấy, kính của xe được dán rồi, bọc dán rồi, có cả lẹp trên kính được rồi, đúng không ạ? Đấy, đây là cái phần form dáng hình thức bên ngoài của xe Nissan X-Trail này các bác nhá. Mình alo sớm cho bên em đi để được chốt một mức giá hợp lý hơn. Đấy, giá thì em có sẵn ở tiêu đề rồi, đúng không ạ?
đây là gầm nhá. À, những chiếc xe như này ấy, thì thường thường là bên em hay bán là tầm khoảng chỉ 200 mấy thôi, để thường thường như vậy. À, nhưng mà chiếc xe này thì nó là một chiếc xe chất, một chiếc xe đẹp, thì em sẽ cân đối giá làm sao hợp lý để đưa ra cho các bác nhá. Còn để chốt một cái mức giá hợp lý hơn nữa, giá tốt thì các bác cứ alo cho em đi, đừng ngại nhá, cứ nhấc máy alo thoải mái. Đấy, và cứ trả giá thoải mái cho em. Bên em thấy có lãi là bên em sẽ cho ra và để cho các bác. Đấy, thì em cũng đã, anh em mở em cái carbon đấy, mở, vâng. Em sẽ bảo người mở cái cabo ra, quay cho bác mình xem lốt cái phần khoang động cơ, khoang máy khoang động cơ nhá. Với động cơ máy 2.5 thì chiếc xe này chỉ sử dụng là 4 máy thôi, cho nên là nó cũng mức độ vừa phải nhiên liệu các bác nhá. Đây cabo này, lý còn này, tem còn này. Đấy, tem còn này. Đấy. Rồi mép có thấy là nó vẫn còn chỉ đúng không ạ? Chỉ nó vẫn còn này, khoang máy đây. Máy vẫn còn zin nhá các bác nhá. Em cũng đã giới thiệu ngay đầu video rồi. Bên em kiểm tra máy số toàn bộ rồi, máy số chất, máy số ngon, và con nào cũng vậy, con nào cũng phải là máy số ngon bên em mới nhập, còn máy số mà không ngon là bên em bỏ qua không nhập đâu nhá các bác. Đấy, gầm bệ chắc, mọi chức năng của chiếc xe đang hoạt động bình thường, mua về đi luôn sử dụng ngay. Đấy, mọi thông tin thắc mắc các bác hãy gọi điện trực tiếp bên em để được tư vấn và giải đáp nhá. Đấy, rồi có thể là xem thêm hình ảnh của video. Đấy, giá cả có thương lượng, có bớt thêm quá gầm. Cứ alo bác nhá, địa chỉ 90.2 Trường Chinh, Tân Bình, thành phố Hải Dương để xem xe. Số điện thoại 0938586307, đây ạ, đây là hai số đây, và 0389000555. Các bác nhấn đăng ký kênh, nhấn theo dõi, nhấn follow để xem thêm những video khác nữa mà của siêu thị ô tô Hải Dương đăng lên nhá. Rất nhiều xe, ngày nào cũng đưa lên rất là nhiều xe cho các bác mình tham khảo, các bác lựa chọn đúng chân mình mua các bác nhá. Rồi ok, video này em đã quay xong, xin được tạm dừng kết thúc ạ.